Cô con giận giận nó vô. Mổ không vô. Ủa, đây là gì em? Uống nước hay gì trong đây? Không, vô coi di tích lịch sử. Đây là di tích lịch sử. Di tích lịch sử cấp thành phố. Rồi bây giờ mình vô mình coi cái mình sẽ review các bạn coi cái di tích lịch sử cấp thành phố quán Nhan Hương. À. Cầm lên chứ. Đứng đây. Đi đó. Ơi, bắt đầu vào khu di tích tự cấp thành phố. Ba đó. Ờ, con khỉ đột. Bên đây thì nhậu. À, lính Mỹ nhậu. Bên đây phụ nữ thì ăn. Ở quán Nhan Hương. Rồi, chào, chào mà mọi người ra đi coi con khỉ đột. Đây là khu nhà bếp. Làm đồ ăn. Pha chế cà phê. Anh này chắc nhân viên phục vụ quá. Ăn cháo rồi. Nhân viên phục vụ. Mày chưa? Đây là đầu bếp. Là nấu ăn. Ăn ngon hơn mình. Mình vô mình ăn bánh mì còn ăn phở. Mệt chưa? Mệt chưa? Chưa. Đây là quầy thu ngân. Kệ qua ngồi với anh hai kìa. Con khỉ đột. Uống nước không? Còn ảo với mấy ông kia. Tôi ngồi nhậu với mấy ông đần đạo. Chiến thuật. Phải chuyển kênh YouTube. Cái YouTube à, các bạn thấy đấy ha, mình review lại cho bạn cái coi cái quán Nhan Hương. Mệt rồi đó. Cái này là chị mới đi được. Mà con lớp 13 lậu con mới đuối. Cắm, cắm. Có 6 lầu là cũng nát. Ơi. Quán Nhan Hương tạo điều kiện thuận lợi đóng góp vào thành tích một số trận đánh của biệt động Sài Gòn gia đình. Nhân chứng lịch sử. Nhân chứng lịch sử 6375.
Đây là những nhân chứng lịch sử. Đây là cái quán này giờ mình mới biết à, chắc này nó mới, trước đây đi không có thấy. Dạ đây mới có. Quán này phục vụ cho lính Mỹ dân hồi xưa, nó cũng là cái biệt động Sài Gòn, cơ sở biệt động Sài Gòn Gia Đình. À, lịch sử nó quá. Cái này mới có à. Cái này mới có mà được bao lâu rồi em? 4 năm rồi hả? Dạ trước đi không có. Trước đây không mở cửa này. À hả, có lâu rồi hả em? Có nghĩa là nó làm rồi nhưng mà nó không mở cửa hả em? Mở cửa đây khoảng 4 năm rồi. Thịnh biết chỗ này không Thịnh? Cái này quán Nhan Hương đó, nó là giống như cái là chỗ mà cách mạng hoạt động á, ẩn á. Chào tạm biệt quán Nhan Hương. Anh đi ra coi, kêu anh hai ra đi. Rồi. Đi con. Bye bye. Bye bye du khi khu di tích Nhan Hương. Mình đi tiếp tục thôi. Nãy giờ thăm bạn chưa? Chưa được thăm bạn. Rồi. Chào khu di tích lịch sử cấp thành phố Nhan Hương đó, mình sẽ review cho các bạn coi nãy giờ đó. Các bạn thấy đây cũng là một khu di tích Nhan Hương này, nằm trong Thảo Cầm Viên luôn nha các bạn. Thì trước đây nó đã có rồi, có lâu rồi nhưng nó không mở cửa. Mở cửa này được 4 năm à. Lần trước mình đã vô đây thì mình không thấy cái này, thì giờ mình đi mình đã review cho các bạn coi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.